Linh ơi. Dạ. Một ngày em tiếp nhiều khách thế em có mệt không? Chỉ cần khách hàng tin tưởng với cả đến đây là em vui rồi ạ. Thật á? Vâng. Linh vui khi mình đến đây. Linh ơi. Alo. Anh mang mã E5490 xuống cho em nhá. Em đổi cho khách. Vâng ạ. Anh ơi, máy của anh xong rồi đấy ạ. Anh xin. Laptop của anh rất tốt, kỹ thuật bên em đã kiểm tra tổng thể rồi ạ, không có vấn đề gì. Vậy em xin thông tin của anh ạ. Linh, tư vấn bán laptop cho anh đi. Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Tiền đâu? Tiền nào? Tiền em đưa cho mọi người để mua máy tính ấy. Dạ em ơi.